cho tất cả danh hài. Thế là ngã nghiêng không ngừng cười. Làm đi. À dạ. Sẵn sàng, 60 giây bắt đầu. Chào mừng quý khách đã đến với hãng hàng không Một Bay Không Trở Lại. Lấy được tiếng cười của anh Tại vì á, em có biết tại sao Trứng Thành cười không? Không có gì vui hết á. Mà quan trọng là tôi và Trứng Thành là một trong những con người bay trên máy bay nhiều nhất và đáp xuống là chỉ có tới phim trường thôi. Và chúng tôi bay một cách khủng khiếp. Tôi bay có thể là đang ngồi đây, tối tôi ra sân bay, tôi bay 24 tiếng tôi về bên kia. Tôi quay trong 3 ngày, tôi lên máy bay. Trong lúc mà quay vậy là người ta chuẩn bị đồ bay cho tôi bay về. Cho nên các bạn có biết cái câu đó là cái câu tôi có thể lên tôi bóp cổ các bạn chết. Trời ơi, ta nói hả? Là khán giả cái thắc mắc là ủa sao bữa nay ông Thành ở bên Pháp nhưng mà em qua Bà Lan. Và cái mốt qua bên Đức. Cái vừa đang bên Đức nói hai ba câu ủa về Việt Nam vỗ tổ qua. Ủa mai đang đâu vậy? Dạ mày đang ở Mỹ. Mỹ được 2 ngày sao về Việt Nam? Có nghĩa là chị em tôi mặc dù không có cánh nhưng mà chúng tôi là một cái loài chim. Chúng tôi bay khủng khiếp mà vừa phóng lên hãng hàng không Một đi không trở lại. Đó là may ơi. Chứ dạ. Không phải vui đâu đó nha. Dạ. Là tại vì mỗi lần máy bay cất cánh lên tôi đều nghĩ là những gì mình làm đã tốt đẹp nhất rồi, mình sẽ để lại cho đời. Nha. Em biết không? Nè. Rất sợ điều đó. Rồi, bây giờ hai bạn đang có trong tay là 2 triệu đồng. Vòng thi tiếp theo phần thưởng sẽ là 10 triệu đồng, nhưng nếu thua sẽ mất 2 triệu. Và bây giờ xin mời hãng hàng không Một Đi Không Trở Lại quyết định là bay hay là đáp. À, xin hỏi khán giả là muốn bay tiếp ạ? Bay luôn. Okay. Vậy thì hai đứa em sẽ bay tiếp. Chơi tiếp. Rồi, các bạn có chuẩn bị đạo cụ gì khác không? Dạ không, nói chung tiếp tục tiếp mục này. Dạ. Tiếp tục. Rồi, không có gì đâu. 60 giây. Bắt đầu. Quý khách đã sẵn sàng bay cùng chúng tôi chưa? Nếu chưa thì quý khách cũng đừng lo, vì máy bay nó đã bay rồi. Hiện tại chúng ta đang ở độ cao 1000m so với mặt nước biển. Mặc dù tôi cũng chả biết mặt nước biển là cái mặt gì. À, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Xin quý khách đừng hoảng loạn, máy bay của chúng ta vừa qua vùng mưa giông mà thôi. Khi máy bay có sự cố, quý khách vui lòng, bình tĩnh, nhanh chóng đạt ra hai bên cho phi hành đoàn chúng tôi thoát ra trước, rồi quý khách từ từ thoát ra sau. Chúc mừng bạn đã làm việc với cười và 10 triệu đồng. Bạn là anh May và lại là một câu chuyện của tôi. Tôi xin phép kể các bạn mất thời gian một tí. Là tôi diễn cả một tour châu Âu 13 ngày, có nghĩa là 13 nước ở châu Âu, Đức, Tiệp, Thái Lan, Nga, chúng tôi diễn hết. Và các bạn nên biết là chúng tôi diễn là chúng tôi lãnh lương bằng tiền mặt rất là nhiều. Một mình Việt Hương rất là nhiều tiền trong một chiếc vali. Đã như vậy thì ta về thẳng Mỹ đi gặp gia đình. Không, 13 ngày tôi ở châu Âu, tôi và đặt ghé ngang Canada, tôi diễn thêm một suất. Và đêm đó là gọi là đêm countdown, là đêm 31 giáp mùng 1 tháng 1 là nước ngoài ta chơi lớn lắm. Và tôi còn được một cái anh đại gia tới nói là rất là quý Việt Hương. Trên bàn tôi có bao nhiêu đĩa, ảnh trả tiền gấp đôi, ảnh mua hết luôn. Rồi sau đó tôi lên máy bay. Câu chuyện xảy ra. Một loài chim nhỏ không biết nó sống bằng cái phương pháp nào, đụng vô cái kiếm mà không biết cách nào. Khi mà tôi vô tình tôi lén được coi thôi, chứ thực ra là người ta không cho tôi coi. Thì cái kiếm máy bay nó như thế này, thì nó rách ngang cái kiếm của cái ngay chỗ phi công, nó rách ngang này. Là bà chim bà tán vô trong cái kiếm đó. Là nó bể hay là vật gì tôi không biết. Nhưng hồi nãy tôi cười em là vì các bạn hãy bình tĩnh, đó là lời của tiếp viên. Nhưng mà không, lúc đó tôi mệt quá, tôi đang ngủ thì tôi nghe một cái giọng mà bà không còn nói gì nữa, bà bất chấp luôn, bà khóc còn hơn tụi tôi. Cho nên tôi giật mình thức dậy, tôi nói ủa cái gì vậy, tiếp viên nó nói gì mà nó khóc dữ vậy. Tụi bay dậy dậy tóc tiên dậy tâm tâm dậy, tụi bay giỏi tiếng Anh, tụi bay nghe liền cho chị coi. Tụi nó nghe chị ơi, nó bảo là máy bay có chuyện rồi, nó sẽ hạ cánh khẩn cấp và chúng tôi buộc lòng phải mặc áo phao. Và cách mặc áo phao như thế nào, hồi nãy em nói dạt qua hai bên để cho tụi em là tụi thoát thân trước, là y như trường hợp chị đã xảy ra. Và chị có hơi gian chút, chị có quay qua chị nói đâu có được. Trời ơi, tôi đi diễn mười mấy ngày mà bây giờ kêu
thoát thân vậy đâu có được, tôi xuống cái tiền tôi để đâu. Bây giờ trong người tôi có cái áo lót ở trong, tại tôi lạnh tôi mang áo lót trong. Tụi bay lấy hết tiền, tụi bay nhét vô đây cho chế. Lỡ lỡ mà có mệnh hệ gì, gia đình tới hôn xác tao, còn có tiền các nước để đổi, ví dụ các loại tiền mà chúng nó chỉ bất chấp. Nếu một cái người xấu tánh mà bà chế, tôi vẫn nghĩ làm sao, thí dụ có rớt xuống nó cháy không còn một miếng nhét ở đâu, nhét ở đâu mà còn. Nhưng mà chị kể câu chuyện này là lấy lý do em ra đây nói câu đó, chị mắc cười là cái cô tiếp viên còn khóc còn hơn tụi chị nữa. Em vô tình em nói ngay cái tâm lý của chị mà chị mắc cười á, hiểu không? Cho nên em có 10 triệu đồng tiền của chị bỏ vô người đó, bây giờ chị lấy cho đưa em. Rồi bây giờ hãng hàng không của quý khách đang có trong tay là 10 triệu. Nếu thi tiếp sẽ được 20 triệu, nhưng nếu thua mất trắng. Bây giờ Huy rất muốn nghe ý kiến của hai bạn. Thí sinh Quang Huy sẽ tiếp tục đi tiếp hay dừng lại? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Cái khách vui lòng, bình tĩnh cho phi hành đoàn chúng tôi thoát ra trước, rồi cái khách từ từ thoát ra sau. Huy ơi, anh thích cái cách mà em ra em làm cái cô tiếp viên đó. Tại vì cái thái độ em tự tin lắm, mà cái mặt em chẳng dễ sợ giọng mẹ bước ra. Dạy cho một cái gì vậy các bạn lưu ký cái máy bay của chúng tôi. Thích, chịu, mặt tự tin. Tiếp đi. Tiếp đi. Tiếp hay là dừng lại? Dạ, vậy cho em xin 10 giây để em lấy đạo cụ em diễn tiếp. Rồi. Và thi tiếp. Em thi tiếp. Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Rồi, 60 giây bắt đầu. Mời thí sinh tiếp theo. Dạ, có em. Theo định luật vạn vật hấp dẫn, ở đâu có trai đẹp lại đó có em. Thì nhanh đi, có một dạ, phút dạ, thôi. Dạ, dạ. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Em xin nghiêng mình quý chào hoàng thượng, em xin quý chào hoàng thái hậu. Hoàng thượng ơi, tại sao hoàng thượng lại nhìn em đắm đuối như vậy? Nhớ nha, ghét dễ sợ, nhìn người ta như vậy lát vào trong biết tay em cạp cho chứ. À. Con có phần năng khiếu gì không em? Dạ, em có phần năng khiếu, đó là ca múa hát. Dạ, em xin hát bài Sơn còn chiến thắng qua ai gì sàn. Hoàng thượng, em làm gì đó, hoàng thượng muốn trước thôi á. Dạ, vô thương. Hết. Rất bậy tiếc. Bậy rồi. Hồi nãy cái tuồng tích nó có bài các bạn, thấy không? Kiếm câu văn nói hay ho, có bài rõ ràng, người ta cười liền. Tại vì cái bài đó bài mình chuẩn bị, cái văn mình hay và cái ý nó thông minh. Còn này tự nhiên ra nói gì đâu không, nó không vô, nó không có liên quan tới một cái chủ đề nào hết. Mà khi đưa một cái kịch bản nó nhẹ nhàng, hai cái kia cho uống hai chén nước muối. Bây giờ em đưa cái lợt lợt, lạc lạc. Mà quan trọng là nó đẩy cái nhân vật của em vô một cái thế bị động nữa. Có đúng không? Tự nhiên em phải cố tình em làm cho tụi chị cười, trong khi cái kia là em đang có tình huống rồi. Cái gì nó có chuẩn bị nó hay ho lắm, còn không chuẩn bị lên nói đại không có được. Nhưng anh khẳng định bạn có tố chất hài, bạn thông minh nữa là khác, và bạn có duyên. Quan trọng là khi mà bạn nhập vô một cái nhân vật nào đó, bạn có duyên lắm. Và giữ cái điều đó, làm ơn giữ cái điều đó, cái lửa đó luyện hơn nữa, năm sau gặp lại nha. Cảm ơn bạn.